Kính thưa quý vị, một lần nữa thay mặt công ty Luraco xin cảm ơn quý vị đã ủng hộ chúng tôi hơn 16 năm qua. Thưa quý vị, video này chúng tôi giải thích một chút xíu về cái sự khác biệt giữa cái Magna Jet với Magna Air, hay là cái Jet 500 và cái Jet Air nhé. Thưa vị, tôi có nghe một vài người nói với người sale, rồi người sale nói lại đấy anh ơi, có người nói là trong cái Magna Air của mình trong này nó có cái quạt. Nó có cái quạt, rồi xong rồi cái quạt nó cứ xoay xoay xoay, nó thổi cái hơi ra đây. Thưa quý vị, không phải cái quạt nha, trong này là một cái compressor, trong này nó nén hơi, chứ còn cái quạt là nó hoàn toàn nó không có ra hơi. Thứ nhất là tôi đính chính lại là trong này là nó có cái compressor, nó nén cái air lại và nó mới thụt ra đây, là bằng nó phụt ra đây bằng air, bằng 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 cái hơi mạnh. Chứ còn nếu mà cái quạt bỏ đây đó là hoàn toàn không có hơi. Vì khi mà quý vị nghĩ trong này nó có cái quạt á, thì nó sẽ dẫn đến một cái vấn đề sau đây mà tôi nói với quý vị liên quan đến cái lifetime. Nếu mà trong này cái quạt mà nó guốc á, thì cái lifetime của cái Magna Air hoặc tất cả những cái air pump á, thưa quý vị, nó rất là cao. Nhưng mà không phải, trong này không phải, trong này là một cái compressor nhỏ. Mà cái compressor nhỏ này đó, quý vị, cái lifetime của nó phụ thuộc vào cái flapper, cái cao su bên trong này đó, thưa quý vị. Rồi bên đây là cái air pump mà quý vị biết trên thị trường cũng có một số người dùng cái air pump này cho những cái bồn mà dùng hơi, dùng air mà xa đó, thưa quý vị. Trong đó chúng tôi thì chúng tôi dùng cái Magna Air này, cái thuần lợi của nó đó là tài salon đó. Bây giờ ví dụ như trong tương lai mà lỡ ra tất cả ai cũng chuyển qua cái Magna Air đó, chuyển qua air mà xa, thì chỉ cần tháo cái Magna Jet này ra, chuyển qua cái Magna Air, hoặc là dùng cái Magna Air này một thời gian thấy ui tốn kém quá, bất lời quá, tháo cái Magna Air này ra, gắn cái Magna Jet này vô cũng ok đó. Anytime chuyển qua chuyển lại, lỡ ra một thời gian mà nó hụt cái air dispenser đi, cái mà làm cái device cho air ra, hoặc cái liner ra đó, cái liner có cái air dispenser, thưa quý vị, thì chuyển qua chuyển lại cũng được, không sao hết đó. Nó rất là đơn giản, bắt cái này thì người nào trong tiệm có handyman thì cũng thay qua thay lại được, chứ không phải nó quá khó khăn phải không ạ? Rồi bây giờ tôi trở lại cái vấn đề cái lifetime. Quý vị biết á, cái air pump cái này, tôi biết có một số spa manufacturer cũng dùng cái air pump này cho cái bồn mà dùng air massage. Như tôi nói, Luraco thì dùng cái Magna Air này. Trong này đó, cái lifetime của những cái pump này nó rất là thấp nha thưa quý vị. Nó tính bằng giờ. Vì cái giờ đó nó liên quan đến cái cao su, cái flap ở bên trong này nè. Đó, cái flap ở bên trong này đó, nó cứ phịch 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 phịch, nó chạy với tốc độ cao như thưa quý vị. Tốc độ cao nó cứ phịch 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 phịch, nó nén hơi. Nó nén hơi. Độ rung của cái cao su á, mà nó cứ phịch 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 đó 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 như vậy đó thưa quý vị. Thì cái cao su mà cứ như vậy á, một hồi tất nhiên nó cũng có cái lifetime, bất cứ cái device nào cũng có một cái lifetime của nó, phải không? Thì cao su nó cứ vậy vậy, thì cái lifetime của cái này nó liên quan đến nhiều cái. Tuy nhiên cái mà nó liên quan nhiều nhất, mà phụ thuộc nhiều nhất, đó cái độ bền của cái cao su. Vì nó chạy một cái tốc độ rất là cao mà cái cao su nó cứ như vậy đó, thì nó rất là nó phụ thuộc về cao su. Đó quý vị thấy đây, đây. Đó đó đó, đó quý vị thấy tôi đẩy cái lưỡi ga đây, đẩy qua bên này cái là nó nén hơi bên này, đẩy qua bên này cái nó nén hơi bên này, tất cả hai cái hơi này nó ra đây, nó ra cái ống này. Đó đó đó, nó đẩy qua đẩy lại. Đó, thì khi mà dòng điện vô đó, hai bên nó có hai bên có hai cuộn dây. Đó, thì khi dòng điện vô nó làm cho cái trục ở giữa này nó xoay. Nó chạy chạy tới tốc độ rất là cao thưa quý vị, thì nó nén một chút xíu thôi, nó nén hơi qua bên này, nén hơi bên này, nén thành ra cái đường ra đây. Thì nó cũng giống cái concept này, nó cũng giống như cái concept mà chúng tôi dùng trong cái Magna Air này. Trong này nó cũng có như vậy, nhưng mà nó đi kiểu khác, nó đi theo kiểu khác thưa quý vị. Nó đi theo lườn lườn lườn, còn bên này là giặt qua giặt lại, còn bên này nó đi theo lườn 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 đó, nó tạo ra cái hơi để mà tống ra đây đó. Thì tối đó cái e mà ra đây á, và cái e nó ra từ đây, nó tương đương với nhau đó, thưa quý vị. Đó thì á, tôi nói với quý vị á, tại thời điểm này á, tôi cũng khuyên quý vị nên nói giải thích cụ thể cho cái người
salon owner họ hiểu. Vì cái lifetime của cái này, ví dụ như tiệm nail đó, tôi nói với quý vị, tiệm nail nào mà đắt khách á thì khoảng chưa đầy 2 năm là phải thay thôi. Tiệm nail nào mà đắt khách á, dùng bất cứ cái nào trong 2 năm phải thay. Chứ không thôi là cái cao su trong đó là khi mà nó chỉ cần nó lít một cái thôi là không còn hơi nữa. Nó bể một chút xíu thôi là không còn hơi nén nữa nha. Trong cái đó cái magna jet á, cái này quý vị biết là cái brushless motor, cái motor này á đôi khi last cả 10 năm. Quý vị biết là chúng tôi có mấy cái tiệm nail của một số người quen trong vùng đó, họ dùng cái Luraco motor mà trong tiệm nail mà 10 năm rồi, bây giờ vẫn còn xài nó. Thưa quý vị, biết bao nhiêu cái đời của cái đầu head này rồi, biết bao nhiêu đời của cái đầu head này đó mà cái motor hơn 10 năm mà vẫn còn xài tốt đó. Thì nó rất là tốt đó thưa quý vị, mà cái lifetime nó rất là cao. Còn cái này đó quý vị biết không, 1 đến 2 năm, dùng nhiều là khoảng 5,5 đến 2 năm là phải thay đó. Cái lifetime của nó phụ thuộc vào cái flap ở bên trong á đó. Hy vọng cái video này để tôi giải thích như vậy để quý vị hiểu hơn, và quý vị có thể khuyên và giải thích rõ cho cái người nail salon owner nào. Ok, quý vị dùng cái này, thứ nhất cái liner của nó không phải liner bình thường, không phải là chỉ một cái bao ni lông mà nó có cái bộ phận để nó tống hơi ra nữa, đắt tiền hơn, chắc chắn đắt tiền hơn. Thứ hai, cái lifetime của cái này á, trong này nó phụ thuộc vào cái cao su trong á, lifetime rất là ngắn so với cái Z500. Do đó nếu mà quý vị vẫn khăng khăng muốn dùng thì tôi sẽ dùng, nhưng mà tôi khuyên quý vị á, nên dùng những cái model mà có cái lỗ sẵn á, dùng cái Magna E này nè, để mà sau này cái người khách của mình á, họ thấy mất tiền quá, mới dùng có 5,5 là phải thay cái motor rồi à, phải thay cái motor rồi vì nó hư à, trong khi đó tiền của những cái Sunny Air Dispenser rồi những cái đó nó đắt, chứ không phải là như những cái liner bình thường 5-7 cent, 10 cent, 15 cent, wow, đắt, cái này đắt hơn đó, mà trong đó phải thay hoài cũng nhức đầu mà không phải là nó hư đôi khi không phải tất cả nó hư lần, có thể là tháng này nó hư một cái, tháng sau nó hư một cái, tháng tới nó hư một cái nữa, rồi cứ ra vô thay hoài đó. Thành ra tôi khuyên quý vị giải thích cho khách rõ ràng để họ hiểu, và cái best solution bây giờ vẫn là Z500 và cái bao ni lông thưa quý vị. Xin cảm ơn.